27 tháng 2 hàng năm đã trở thành ngày hội của những người thầy thuốc trong cả nước. Ngợi ca tấm lòng những người thầy thuốc nhân ái, cảm thông, chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân nghèo. Đó là ý nghĩa của chương trình nghệ thuật Vòng tay nhân ái. Chương trình sẽ khơi dậy những tấm lòng từ thiện, những trái tim đồng cảm vì người nghèo, vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân, đóng góp chung tay xây dựng quỹ Vòng tay nhân ái. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày 27 tháng 2 trên VTV1.